do khá thân thiết và gắn bó với nhiều trận chủ trong tư cách là người bào chữa nên khách quan mà nói, thì luật sư Hà Quy Sơn sẽ có cái nhìn đúng, chuẩn xác hơn nhiều người khác. Đó cũng là lý do mà mỗi lần luật sư Sơn đăng đàn về trận chủ thì y như rằng có sự thu hút đặc biệt với dư luận. Tàu tốt dưới đây không phải là ngoại lệ. Như Hà Quy Sơn đã viết, nhận xét về các trường hợp bị bắt chùm gần đây, đó là: một là các bạn dừng nên tổ chức đặt ra tôn chỉ quá hoành tráng nhưng thực tế chỉ là hình thức. Khi bị bắt, các bạn phải chịu trách nhiệm chung, những tôn chỉ đó thành ra gậy ông đập lưng ông. Hai là một số coi internet và máy tính như trợ lý của mình, nhưng khi bị bắt, chính người trợ lý này cũng thành kẻ phản bội lại bạn. Thứ ba là một số dựa vào internet để hoạt động bí mật lên nên chủ quan, nhưng khi bị bắt phát hiện thì không thể đỡ được. Không tìm hiểu pháp luật hiện hành ở mức cần thiết, đó là điều thứ tư. Thứ năm là thực hiện minh bạch ở môi trường không minh bạch, tức là tự rắc lòng nỏng để hại mình. Có thể xem đây là một sự đánh giá xung quanh cái việc nguyên nhân ngày càng nhiều nhà rận chủ bị xa lưới, bị bắt và bị xử lý đích đáng trước pháp luật. Ngoài ra cũng có thể xem đây là một sự chỉ dạy của một bậc thầy về dân chủ khoác áo luật sư của ông Sơn. Tuy nhiên, nghe thấy đâu đó trong cách nói của luật sư Hà Quy Sơn những tiếng chỉ trích kiểu như do chúng mày dốt, do chúng mày thế này thế nọ nên chúng mày mới ra nông nổi như hiện nay. Trước khi đi lý giải tại sao trong những tiếng chỉ dạy của luật sư Hà Quy Sơn vẫn có cái gì đó của sự hằn học chỉ trích, xin được nói qua 5 điều được ông này chỉ ra trong tà tút trên Facebook cá nhân của mình. Đó là: ở điều thứ nhất, luật sư Hà Quy Sơn viết, các bạn dựng nên tổ chức đặt ra tôn chỉ quá hoành tráng nhưng thực tế chỉ là hình thức, khi bị bắt các bạn phải chịu trách nhiệm chung, những tôn chỉ mục đích đó thành gậy ông đập lưng ông. Cũng như hầu hết những điều được ông Sơn chỉ ra, đây là một thực tế hoàn toàn đúng và khách quan. Hay nói đúng hơn thì ở Việt Nam có rất nhiều tổ chức dựng ra, lập ra để chống đối, nhưng thực chất chúng chỉ là những tổ chức hữu danh vô thực. Chúng phần đông không có thực lực, lập ra chủ yếu để thu hút tiền từ bên ngoài, và những cá nhân trong đó có thể sống bằng những nguồn tiền này. Để phục vụ cho điều này, thì đương nhiên chuyện vẽ ra những hiến chương điều lệ thực sự hoành tráng là một yêu cầu có tính bắt buộc, là điều kiện đầu tiên. Đây cũng là lý do chúng nhanh chóng bị cơ quan chức năng chú ý và theo dõi. Và chỉ cần chúng có một di biến động nào đó ảnh hưởng đến an ninh quốc gia thì ngay lập tức chúng sẽ bị trả giá. Trường hợp của Nguyễn Viết Dũng, tức Dũng Phi Hổ, người mới đây bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Nghệ An bắt theo tội danh được quy định tại điều 79 Bộ luật hình sự, là một ví dụ. Dù không có thực lực về tiền của, không có những điều kiện ABC nào đó để thành lập và một chính đảng tổ chức chống đối, nhưng thông qua mạng xã hội, Dũng vẫn công khai thành lập cái gọi là Đảng Cộng Hòa và tự phong cho mình là đảng trưởng. Nghịch lý ở chỗ là dù có chính cương điều lệ và cơ cấu tổ chức hẳn hoi, nhưng đến chỗ dung thân Dũng còn không có, đến nỗi phải ở nhờ của nhà thờ giáo xứ Sông Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, và luôn luôn là để ăn nhờ ở đậu, và sau đó là bị bắt với một tội danh rất cụ thể. Cũng chính vì thực tế này nên nhiều người đã nhận xét rằng ngày càng nhiều tổ chức dân chủ ma dựng nên để kiếm tiền như là một nghề thực thụ. Điều thứ hai đó là thực tế thứ hai luật sư Hà Quy Sơn đã chỉ ra, đó là một số coi internet và máy tính như trợ lý của mình, nhưng khi bị bắt thì chính người trợ lý này lại thành kẻ phản bội lại bạn. Thực tế thứ nhất và thứ hai này có mối liên hệ khá chặt chẽ với nhau, vì một nên mới có hai, và vì là những tổ chức không có thực lực nhưng lại có chính cương điều lệ rõ ràng hoành tráng nên để thể hiện mình, đám chủ chòm chỉ có một cách sử dụng là internet để thực hiện hành vi chống đối. Và để bắt xử lý án này thì tất nhiên cơ quan chức năng cũng chỉ biết khai thác các dữ liệu để lại trong máy tính. Cho nên khách quan mà nói thì để tránh cái điều mà luật sư Hà Quy Sơn chỉ ra thì chỉ còn có cách là hoặc là thoát ly, không sử dụng máy tính cá nhân, hoặc ra nước ngoài sử dụng để thực hiện hành vi chống đối. Chỉ tiếc khi đó hiệu lực hành vi chống đối cũng như tiếng vang sẽ không còn nữa. Ở khuyến cáo số 3 và 4 cũng tương tự, không cần bình luận gì thêm, đó là một số khác dựa vào internet để hoạt động bí mật nên chủ quan, nhưng khi bị bắt, bị phát hiện thì không thể đỡ được. Đó là không tìm hiểu pháp luật hiện hành ở mức cần thiết. Và thứ tư đó là, còn khuyến cáo cuối cùng mà Hà Quy Sơn đã nói, đó là thực hiện minh bạch ở môi trường không minh bạch, tự rắc lòng nỏng. Khách quan mà nói thì khuyến cáo này cũng hơi khó hiểu, tuy nhiên có thể hiểu điều này như sau. Chính sự minh bạch những thứ không cần minh bạch như chính cương điều lệ, chuyện tiền nong, các mối quan hệ đã khiến nhiều nhà dân chủ xa lưới, bị cơ quan chức năng đón lỏng để xử lý.
Luật sư Hà Quý Sơn gọi đó là tự rắc lông ngỗng để đón người khác đến xử lý mình. Và tất nhiên khuyến cáo của luật sư Hà Quý Sơn trong trường hợp này là để an toàn thì không nên công khai nhiều, hạn hữu sự công khai những yếu tố gây bất lợi cho mình và tổ chức. Nhưng không hiểu nếu thực hiện điều này thì ai sẽ còn tin chúng, liệu ai dám ký thác chuyện tiền nong cho chúng để hoạt động. Quay lại với nội dung được đặt ra ở đầu bài viết, vẫn có sự hàn học nhất định trong cách nói của luật sư Hà Quý Sơn trong những lời khuyến cáo dành cho đám nhà rận. Là người tham gia bào chữa nhiều phiên tòa cho đám dân chủ xa lưới, thất cơ lỡ giọng. Thông thường bào chữa cho đám này thì tiền bạc không có nhiều, nhưng do đã tuyên bố trước đó nên đành phải dấn thân mà không còn cách nào khác. Nhưng rồi dần dà, khi mà nhiều vụ án do luật sư này dù đã cố gắng nhưng vẫn không giúp được thân chủ sai rõ được cục diện. Gần đây nhất là trong hai phiên tòa bào chữa cho Nguyễn Văn Oai ở Nghệ An, Phan Kim Khánh ở Thái Nguyên, cả hai đều là tín đồ của đạo Công giáo, thì luật sư Hà Quý Sơn đều thất bại. Việc liên tiếp thất bại vì thế đã khiến danh tiếng của luật sư Hà Quý Sơn thảm hại hơn. Những tiếng nói ở trên nhưng thực chất là trách cứ, chỉ trích của luật sư này đối với đám nhà rận đã và chưa xa lưới. Và cũng thông qua đó, luật sư Sơn cũng cho đám rận chủ cách tự vệ trước việc các cơ quan chức năng xử lý. Xa hơn, ông ta muốn hạn chế những phiên tòa có sự hiện diện của mình. Nhưng xin được nói luôn, điều đó không dễ dàng, bởi những điều ông dùng để khuyến cáo, khuyến bảo, chỉ dạy kia đã không còn có khả dụng nữa, thậm chí là còn bất hợp lý nữa.